hiện tại Thu Hòa đang có mặt tại FPT Shop trên đường Lê Đại Hành. Và chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ với một nhóm nhạc tinh đám tại xứ sở Kim Chi. Đó chính là nhóm nhạc Tiara. Và có lẽ là không khí lúc này đang rất nóng. Xin mời mọi người chúng ta cùng cảm nhận sức nóng tại khu vực ngày hôm nay ạ. Tại chợ cũng như là tôi đại diện bởi nhãn hàng điện thoại Pentex. Và một lát nữa thôi chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ, chúng ta hãy cùng đón chờ nhé.